Tha giám. Đây là chương trình Phật pháp Bích Thá Tham Má trên Ba Phốt mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối Hiếu Sanh, từ 8 giờ đến 10 giờ sáng Tiêu Cho, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng Kali, từ 8 giờ sáng 3 giờ đến 5 giờ chiều Sydney, 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con tri ân sư. Hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564, chương trình đặc biệt lễ tưởng niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Maha Thero Wisut Thassara sẽ được Thượng tọa Giác Đẳng điều hợp mở đầu chương trình. Xin trang nghiêm lãnh lễ tam bảo, chúng con thành kính lãnh lễ cung thịnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bổn Tha Giá Diệt Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Con kính dâng bái đến sư ạ. Nhất tâm định lễ Đức Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, hiện tượng bất những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trách. Chữ thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã được ngăn hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha. Dạ, con thành kính lãnh lễ ngài Tề Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục bình kính chào quý cô tu nữ, nhục bình kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020, chương trình đặc biệt lễ tưởng niệm đức trưởng lão hòa thượng Tỉnh Giác Maha Thera Wisut Hasarat sẽ được tỏ giác đẳng điều họp. Dạ, bây giờ thì con cung thỉnh ngài Tỳ Siêu hai thượng tọa giác đẳng cho con xin một tín hiệu. Con kính dân mít đến quý ngài ạ. Dạ, con kính dân mít đến thượng tọa giác đẳng. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ thượng tọa Tỳ Siêu, đại diện chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm qua Phật giáo Việt Nam mất đi một vị cao tăng. Có lẽ là ngài là một người sống tương đối là ít được biết đến ở trong thế giới bên ngoài, nhưng mà có thể nói rằng đó là những hình ảnh rất là đẹp mà càng ngày chúng ta càng thấy hiếm hoi ở trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Thưa quý vị, ngài Tỉnh Giác không phải là một bậc cao tăng thuộc thế hệ đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, và có thể gọi là ngài thuộc về thế hệ thứ hai. Những thế hệ đầu tiên như là ngài Hòa thượng Chứng Luật, ngài Hữu Tông, ngài Tịnh Chơn, ngài Tịnh Sự, v.v. Ngài Tỉnh Giác sinh năm 1941 và năm 61 thì ngài vào chùa để tu sa di với ngài cả Giác Quan. Vì Giác Quan là ngài một ở trong những vị tỳ kheo đầu tiên ở trong Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài cũng là người lập ra cái chùa Giác Quan ở trên đường Lương Văn Can, Bình Đông. Và ngài Giác Quan đã cho tu một số vị thỉnh, mặc dù ngài không có sống lâu sau này như quý ngài khác. Bởi vì lúc mà ngài Giác Quan lập chùa Giác Quan thì ngài tương đối là cao tuổi rồi. Nhưng một số các đệ tử của ngài Giác Quan thì để lại những hình ảnh rất là khó quên, như Hòa thượng Giác Tâm ở Hawaii trước kia và ngài Tỉnh Giác. Chúng tôi đều có cái duyên để biết về cả hai ngài. Thì khi ngài Tỉnh Giác vào chùa thứ viện này chưa tới 20 tuổi, và ngài được ngài Giác Quan cho tu sa di, rồi
Ngài Giác Quan lại gửi Ngài Thịnh Giác đến chùa Pháp Hoa của Ngài Hòa Thượng Khổ Giác để học, học Phật Pháp, học tiếng Phạn. Thì bây giờ chùa Pháp Quan mà vị đứng đầu là Ngài Hòa Thượng Thiện Lực và vị giảng dạy đó chính là Ngài Khổ Giác đó, thì lại có một chương trình đưa chư tăng đi xuất gia du học. Ở trong đó có một số các vị rất là nổi tiếng về sau này như vị Kim Triệu, và ở trong đó có Ngài Thịnh Giác. Năm 1962, Ngài Thịnh Giác được đi sang Thái Lan để du học. Và lúc bây giờ Ngài là một vị sa di. Một cái duyên cũng rất là đặc biệt, thưa quý vị. Khi Ngài sang Thái Lan, thì Ngài được nhận vào ngôi chùa gọi là Wat Sam Phaya. Và Ngài đã trụ ở tại ngôi chùa đó từ lúc là một vị sa di, rồi một năm sau đó thọ tỳ kheo. Và Ngài ở đó, Ngài học Phạn ngữ cho đến khi đi dạy, và cho đến lúc Ngài rời Thái Lan, Việt Nam. Vào năm 2017, thì chứ có gì suốt cả thời gian 30 mấy năm đó, Ngài ở một chỗ. Đây cũng là một cái chuyện rất là đặc biệt. Và từ một vị học tăng mà Ngài trở thành một vị giáo sư. Bởi vì bây giờ chúng ta về Bangkok thì Wat Sam Phaya có một cái trường dạy Pali ngay ở trong chùa, và chính bản thân của Ngài cũng là giáo sư và thường xuyên là ban giám khảo. Thưa quý vị, năm 2017, tức cách đây 3 năm, Ngài về Việt Nam và Ngài dành phần lớn thời gian các công việc dịch vụ. Và hôm nay, và năm nay 2020, thì Ngài viên chức. Có lẽ là ba điểm mà chúng tôi rất là nhớ nhiều về Ngài Thịnh Giác đó. Đó là Ngài là người ý nghĩa sống với một cái hình ảnh rất là từ bi, rất là hiền hòa. Nhiều năm sống với Ngài thì thứ gì nhiều năm qua lại, khi chúng tôi về Thái Lan, khi mà Ngài còn ở Thái Lan thì chúng tôi thường đến đánh lễ Ngài. Và dù Ngài là một vị lớn, nhưng mà Ngài rất là cái gì mà Ngài giúp được thì Ngài giúp. Và cũng có một điểm là Ngài có một vị giao tình rất thân thiết với Hòa Thượng Khổ Giác. Như chúng tôi có đề cập đến quý vị là Ngài Hòa Thượng Khổ Giác là một vị giáo sư Phạn ngữ Pali. Và nhiều năm về trước, mỗi lần sang Thái Lan thì chúng tôi nhớ rằng có hai vị
mà thường trao đổi với Ngài Hộ Giác về Phật ngữ, đó là Ngài Tịnh Giác và Ngài Hộ Pháp. Ngài Hộ Pháp lúc đó chúng tôi gọi là Ngài Thanh ấy. Ngài Hộ Pháp bây giờ ở tu viện Viên Không ở Việt Nam. Thì cả hai ngài đều giỏi về Phật ngữ. Và những cái thiệp cũng như thư hỏi thăm thì thường dùng tiếng Pali để viết cho Hòa Thượng Hộ Giác. Có cái gì đó mà rất là đẹp giữa giao tình của các ngài đối với nhau. Thì thứ gì, ngoài sự hiền hòa chân thật, ngoài cái chân thật mà lặng lội tận tụy mới tâm tạng cái điện Pali, thì phải nói rằng Ngài Hòa Thượng Tịnh Giác là một ở trong số rất hiếm các vị cao tăng mà tạo nên một cái bóng mát với cuộc đời Ngài. Thì Ngài là một người sống theo cái hạnh mà chúng tôi gọi là vô trách. Ngài không có nặng lòng và mình là ai, đi đâu, làm gì, xây dựng cái gì. Khi mà Ngài cao tuổi, Ngài về Việt Nam, người ta gọi Ngài là vị chủ chùa Giác Quang. Chùa Giác Quang là chùa tổ đình của Ngài, nơi Ngài vào xuất gia. Nhưng mà chúng tôi cũng không nghĩ rằng Ngài có tha thiết gì với việc, với cái vai trò vị chủ một ngôi chùa. Và mỗi lần mà chúng tôi sang đại lễ Ngài ở Bangkok, thì chúng tôi nhớ hình ảnh là Ngài đi khất thực buổi sáng. Thưa quý vị, có rất nhiều gia đình đàn tính người Thái ở chung quanh ở chùa của Sảm Phá Giang. Thì mỗi sáng Ngài đi khất thực như vậy, một bình bát đầy. Thì Ngài về, Ngài khi chúng tôi sắp ra cái gì ăn sáng, cái gì ăn trưa. Và chúng tôi cũng không nhớ bao nhiêu lần mà chúng tôi được chia những bữa ăn, và với cái thực phẩm khất thực của Ngài, nó là thực phẩm khất thực nhưng mà được chuẩn bị một cách rất là tỉ mỉ, cẩn thận, do những người Phật tử Thái Lan họ rất là thương quý Ngài. Bởi vì Ngài ở đó từ năm 62 cho đến về sau này. Hình ảnh của một vị đang sống giản dị trong một cái ao thất. Và lâu lâu chúng tôi nghe Ngài kể về đời sống chùa chiền của những năm tháng mà Ngài mới sang Thái, kể cả ngôi chùa ở Sạp Raya. Lúc đó thưa quý vị, giống như một ngôi chùa nhà quê vậy đó. Bây giờ thì nằm giữa trung tâm của Bangkok. Thành phố có thay đổi, ngôi chùa có thay đổi. Nhưng chúng tôi có cảm tưởng như là cái tâm tư của Ngài không có thay đổi theo thời gian. Khi chúng tôi ngồi được dịp nói chuyện với Ngài về kinh điển, về phản ngữ, Ngài cho chúng tôi trở về một cái dòng suối rất là cổ xưa, rất là thân quen. Một thời nào đó mà các bậc cao tăng, các ngài không có màng đến danh lợi thị phi, không màng đến cuộc sống ở bên ngoài. Và thưa quý vị,
Chúng tôi nhớ có những lần chúng tôi đến thăm Ngài. Ngài đi cất thực buổi sáng, rồi Ngài về Ngài để đến Ngài nói rằng, hôm nay tôi phải đi chấm thi. Tại Ngài vừa dạy ở Wesham Praya mà Ngài vừa dạy ở Mahachulamkorn University. Có đồ thức ăn đó, chưa sư tử hôm đấy ăn nha. Rồi Ngài giao chìa khóa. Và chúng tôi ở trong âm thất của Ngài. Rất đơn giản. Và đời sống của Ngài thì chúng tôi hay nghi ngờ rằng 30 mấy năm sau sống ở Thái Lan chắc là cũng giống như những ngày đầu mà Ngài mới sang Thái Lan mình. Dĩ nhiên bây giờ thì ở trong chùa đặc biệt dành cho Ngài một cái tỉnh thất. Mà Ngài ở đó từ lúc này qua chỉ có cái được chỉnh trang lại. Thì chúng tôi nhớ là ở trên là có phòng ngủ và ở dưới cái thất của Ngài thì có cái nhà tắm. Chúng tôi đi sang Bangkok thì chúng tôi hay ghé ở đó để tắm tại vì thứ gì đi dọc đường trời nóng được. Và Ngài ở đó làm trụ trì, Ngài ở đó mà Ngài cả chùa Quá Sảm Phá Gia hình như là đã thay ngôi đổi chủ mấy lần. Lúc mà chúng tôi sang gặp Ngài đó thì Ngài cả chùa đó trẻ hơn Ngài Ngài Thành Giác. Ngày xưa chúng tôi gọi là Ngài Bay. Ít có khi gọi là Ngài Thành Giác. Tại vì cái thế hệ của Ngài hồi xưa vào chùa tu như là pháp danh thì khi nào gọi chính thức một cách rất là ở trong buổi lễ nào đó thường thường gọi tên thôi. Và chúng tôi nhớ được cái hình ảnh rất là thân thiện giữa Ngài Hộ Giác với Ngài Hộ Pháp, chứ Ngài Thanh này, hay là Ngài Hộ Giác với Ngài Bai gặp nhau. Cái đạo tình và đời sống rất là giản dị của những vị tỳ kheo để xuất gia rồi không có nặng về xã giao, không có nặng về chuyện mà giữ kẻ mà là một cái sự thân thiết. Ngài Tịnh Giác, Ngài con Ngài Hộ Giác như vị thầy. Tại vì khi mà Ngài Tịnh Giác Ngài vào chùa Pháp Quang thì lúc Ngài Hộ Giác Ngài là bị giáo họ, là bị dạy ở tại Phật Không Đường Pháp Quang. Và hai ngày cũng mới nhau ở học về phản ứng. Chúng tôi thưa quý vị là một vị tăng sĩ lớn lên ở cái thời mà như Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi thì đã từng biết Ngài Hộ Tông, Ngài Diễn Nghiêm, Ngài Tịnh Sự, Ngài Bửu Chơn khi Ngài còn sống. Và cho đến giờ phút này mấy mươi năm sau, hơn 40 năm sau khi mà chúng tôi sống ở trong chùa thì chúng tôi mới cảm nhận được là chưa có cái giai đoạn nào mà hầu như Phật giáo Việt Nam trống vắng như lúc này, khi mà các bậc tiền bối của thế hệ đầu tiên ra đi và càng ngày càng có nhiều cái thay đổi, càng ngày càng có nhiều cái thách thức ở trong cái đời sống tu hành. Chúng tôi cảm nhận một cách rất là sâu sắc về sự cần thiết của những cội tu, cần thiết của những bóng mát. Các ngài còn đó đôi khi ngài không làm gì hết, nhưng mà tự các ngài đó cho chúng ta những hình ảnh rất là đẹp. Và chúng tôi nhớ rằng năm 2009 chúng tôi đón Ngài Thành Giác sang chùa Pháp Luân, Houston. Lần đó Ngài qua. Thật ra, những lần mà về Thái Lan thì chúng tôi cũng mạch với Ngài rằng ở Việt Nam thì chưa tăng đông. Nếu mà Ngài được thì xin cung thỉnh Ngài sang bên Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên Ngài qua Hoa Kỳ thì không thỉnh Ngài. Lúc mà chúng tôi không có ý thỉnh Ngài về để làm viện chủ chùa Pháp Luân.
Và thì tất cả những gì ở trong ngôi chùa chúng tôi cũng thể giao lại cúng dường cho Ngài. Thì Ngài cười, Ngài nói rằng thật ra sư không có trộm, không có ưa cho sư cũng biết là trụ trì đó sư. Dạ. Và Ngài sau đó thì được quyết định về Việt Nam. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc sống hiền hòa, giới hạnh trang nghiêm và một cái cuộc đời mà đúng nghĩa là một vị tu sĩ là chỉ thuần có được cái đầu tư vào lĩnh vực này. Thì thưa quý vị, đối với chúng tôi thì đó là một trường hợp rất là hiếm. Thì quý vị còn thể chờ chúng tôi một chút nhé. Quý vị chờ. Hello. 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 Thưa quý vị, hôm nay Ngài không còn nữa. Và hiện giờ khi chúng ta đang nói chuyện ở đây thì tang lễ Ngài đang tổ chức tại Việt Nam. Quý Phật tử đang có mặt ở trong lớp học Phật Pháp Buddha Dhamma này, tự hỏi rằng tại sao chúng ta dành một buổi học, một ngày để tưởng niệm một vị cao tăng mà không có liên hệ nhiều. Thì thưa quý vị, đúng là Ngài không có liên hệ trực tiếp đến lớp học này. Nhưng mà chúng tôi thì cảm nhận một điều rằng hình ảnh của những bậc tôn túc đi trước, những vị cả một cuộc đời sống ở trong sự trang nghiêm của giới hạnh, cả một cuộc đời gắn bó với Tam Tạng Kinh Điển Pali, một vị mà để ra cho chúng ta những hình ảnh rất là đẹp. Thì thưa quý vị, dù trực tiếp hay gián tiếp thì các ngài cho chúng ta rất nhiều và thắp sáng lên đời sống các ngài, cũng là làm tăng trưởng những trợ duyên cho mỗi chúng ta ở trong đời sống tu tập hàng ngày. Ở trong lớp học này thì thưa quý vị, chúng ta trực tiếp khóa thượng tọa Tuệ Siêu là một vị giáo sư Phạm Ngữ và Chí Tăng, cũng như quý Phật tử tại đây cũng tha thiết để duy trì điều mà chúng ta gọi là một cái truyền thống Phật học và gắn liền với Phạm Ngữ Pali. Thì chúng ta không thể không nhắc đến một trong số những hình ảnh rất là hiếm hoi mà chúng ta có được. Đôi khi thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta bây giờ quá bận rộn với những cái buồn vui thương ghét, với những chuyện của thế sự, mà chúng ta quên đi rằng có những con người có những cuộc sống rất đơn giản nhưng là rất gần gũi, rất lợi lạc. Và đối với cá nhân chúng tôi thì đó là những đời sống rất đẹp. Và nếu chúng ta tưởng nghĩ tới, nếu chúng ta có thể làm sáng hình ảnh đó trong lòng của mỗi chúng ta, thì thưa quý vị, đó là những giây phút mà chúng ta tìm về được với cội nguồn an lạc. Và nếu có một hình ảnh nào nói về một vị tăng sĩ bầu chùa tu sống lặng lẽ đối với kinh điển và đối với phần sự hoằng pháp của mình ở trong sự khiêm tốn từ ái, thì có thể ngài trừng giác là một trong những hình ảnh mà chúng ta rất là khó quên. Thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Và xin nhắc lại một lần nữa là ngài trừng giác sinh năm 1941 ở tại Sài Gòn. Và ngày xuất gia năm 61 ở tại chùa Giác Quan Bình Độc, và năm nay 2020 thì ngài viếng cũng ở tại chùa Giác Quan Sài Gòn.
một vị cao tăng để đời trước chúng ta nhiều gương lành về tánh hạnh cũng như là về nỗ lực học Phật pháp, nghiên cứu. Chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ và đồng thời xem đó là một điều hữu duyên hữu hạnh ở trong cuộc đời, và chúng ta được biết, được nghĩ đến những vị cao tăng như vậy ở trong thời đại ngày hôm nay. Bây giờ tiếp theo thì trong lễ tưởng niệm này, thưa quý vị, sau một vài lời dẫn nhập và chúng tôi cũng lướt qua một số chi tiết tạm gọi là nhắc về cuộc đời của Ngài, thì sẽ cung thỉnh Thượng tọa Thiện Sư Ban Đạo Từ trong buổi tưởng niệm ngày hôm nay, rồi sau đó sẽ cung thỉnh Chư Tăng Chùa Bù Đức có một khóa lễ tụng kinh trong lễ tưởng niệm này, là nghi thức chánh lễ, rồi sau đó thì sẽ thuận tiện cung thỉnh Chư Tôn Đức để có những lời phát biểu nhân lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Thay mặt cho đại chúng kính cung thỉnh Thượng tọa Thiện Sư Ban Đạo Từ cho lễ tưởng niệm này, kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Cái tiếng niệm đến giác lên của Đức Quốc Hòa Thượng và tưởng sáng hôm nay chúng tôi ở Vĩnh Long nhận được tin Ngài Tịnh Giác của chùa Giác Quan Thanh Tịnh. Chúng tôi cũng rất là xúc động. Lát ở đây trong cái phần mà Chư Tăng phát biểu cảm tưởng thì chúng tôi sẽ nói một vài điều về những cái ký ức của riêng chúng tôi đối với Ngài và Thượng Tịnh Giác. Còn bây giờ thì thưa quý vị, trong cái chương trình tưởng niệm hôm nay, Thượng tọa Nhật Đản có mời chúng tôi ban đạo từ cho lớp học. Chúng tôi xin có một vài lời kính thưa quý vị. Chúng ta đọc lại lịch sử Phật giáo trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, hàng đệ tử tinh văn, các vị tôn giả, thượng thủ tinh văn hay là những vị đại tinh văn cái ngày thiên tịch Niết Bàn, có một số vị là Niết Bàn trước Đức Thế Tôn như tôn giả Sa Du Tát,
tôn giả Mokkhalana, hai vị thượng thủ tinh cầu. Và một số vị đại đệ tử khác cũng tương tự. Cứ mỗi lần các vị đến thời phải viên thành Niết Bàn thì các vị tôn giả ấy đã đến đảnh lễ Đức Phật và xin phép Đức Thế Tôn để mình viên thành Niết Bàn. Thì chúng ta đọc qua lịch sử, chúng ta cảm nhận một điều là ngay khi các bậc lậu tận giải thoát ngay khi bậc đạo sư của chúng ta là vị chánh đẳng chánh giác cũng phải viên tịch, các bậc lậu tận giải thoát như các bậc thượng thủ tinh văn hay là bậc đại tinh văn, các ngài cũng phải viên tịch. Hễ có thân này thì tất nhiên phải có sự chết, không thể sống mãi không chết được. Nhưng ở đây có những sự chết, có những cái chết của những con người cao quý mà lúc sinh tiền con người ấy là chỗ nương tựa tinh thần cho đa số con người lúc sinh tiền đã đem lại nhiều lợi lạc cho người khác. Con người lúc sinh tiền, các vị ấy đã sống một đời sống gương mẫu, cho thế hệ, v.v. Đối với những con người ấy, sự ra đi của các vị đối với chúng ta là một sự mất mát lớn. Chúng ta cảm thấy hụt hẫng, chúng ta cảm thấy thiếu vắng, chúng ta cảm thấy tính tiếc. Ở đây thì chúng ta cũng nên biết rằng là định luật vô thường và sappe hime vidhi manapi nana kavu vina kavu đối với ta, tất cả những người thương yêu, những người kính mến rồi cũng phải biệt ly. Trong năm điều phải thường quán tưởng, Đức Thế Tôn đã dạy như vậy. Vì thế chúng ta cũng nén lòng, không phải là chúng ta bình thản một cách là vô tâm, không cần biết đến sự có mặt
của những bậc thầy ấy, hay là sự vắng mặt bậc thầy ấy, mà cái sự bình thản của chúng ta là cần phải có cái sự suy quán. Để nhờ đó dạ con thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Vấn đề được chúng tôi lại chưa? Đức Phật đã dạy rằng nước mắt chúng sinh phát vì xa lìa người thân từ trong quá khứ nhiều hơn nước đại dương. Và rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta không khóc, nhưng mà chúng ta cảm nhận được cái sự vô thường, cái sự sanh ly tử biệt của vòng sanh tử luân hồi, và chúng ta bắt đầu nhàm chán cái cuộc luân hồi này. Lẽ thứ hai nữa là đối với những bậc khả kính, những bậc thầy là bóng mát, khi các ngài ra đi, chúng ta vẫn có được một cái tấm gương để chúng ta noi theo, và chúng ta sống theo cái hạnh đức của các ngài. Điều đó cũng tốt đẹp thú vị. Lúc sinh tiền các ngài đã sống một đời sống cao quý, nghe từ tôi giới tặng đối sơ lược về đời sống của Đức Trưởng Lão Tỉnh Giác, thì chúng ta đã thấy đã biết chúng ta sẽ nêu gương như vậy. Và khi mà chúng ta viết thư, chúng ta than khóc, chỉ làm cho chúng ta phiền não tăng trưởng. Nhưng nếu chúng ta lập tâm sẽ nêu gương cho các bậc tiền bối đi trước để chúng ta làm như vậy, thì chúng ta lại là một người thật sự kính trọng bậc trưởng lão đã ra đi. Vì chúng ta gìn giữ nâu theo cái hạnh đức
chúng ta gìn giữ cái truyền thống đạo đức của các ngài thì cái điều đó cũng tốt thôi, điều đó cũng tốt cho chúng ta. Bởi vậy mặc dù chúng ta có cái sự chua xót cho cái cuộc sanh ly tử biệt, cái sự mất mát, nhưng mà chúng ta vẫn phải khéo tác ý để chúng ta tưởng niệm, và chúng ta mới thật sự là kính trọng, là cúng dường đến đến ngài. Cũng như khi xưa lúc mà Đức Thế Tôn viên tịch thì các vị tỳ kheo mà chưa đoạn tận lần hoặc thì các vị đã than Phật sầu buồn. Khi mà Đức Thế Tôn trong những ngày cuối cùng, ngài nghe Tôn giả Nên Ra nói cho mình, thì ngài đã cho triệu tập chúng tỳ kheo lại. Và lúc đó ngài có nhắc nhở ân di giá cho các vị tỳ kheo. Những ai sống theo pháp, hành pháp, người ấy cung kính tôn trọng, cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng, tức là cúng dường bằng cái sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Cũng vậy, khi mà bậc trưởng lão ở trong giáo hội là những vị không phải chỉ là cao tăng xuất gia lâu ngày, mà là những vị có đức hạnh, có trí tuệ và có cái hạnh đức đặc biệt. Ngài có lợi hạnh cho chúng sanh, thì đối với những vị đó chúng ta có cái sự kính trọng bằng cách là chúng ta sống nêu gương theo hạnh đức của ngài, và chúng ta phải làm sao để sự có mặt của ngài ở trên đời này ta có được cái diện phúc là học hỏi được nơi ngài những cái điều tốt đẹp ấy. Tất nhiên là những điều tốt đẹp đó từ trong kinh điển mà các ngài đã thọ trì. Chúng tôi xin có vài lời chia sẻ với quý vị trong cái lời đạo từ của buổi lễ đặc biệt hôm nay, và ngưỡng mong giác linh của hòa thượng được an vui trong cảnh giới tái sanh và tiếp tục thực hành ba la mật ở những cái kiếp sống kế tiếp, để cuối cùng ngài đạt được ý nguyện thành tựu giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi. Sa thủ kính trình thượng tọa Tuệ Siêu với đạo trực cho lễ tưởng niệm hôm nay.
những sự ra đi của Ngài Trưởng Lão Trần Giác. Bây giờ thì xin thay mặt đại diện chúng kính cung thỉnh Chư Tăng Chùa Bồn Đức cử hành nghi thức lễ tưởng niệm hôm nay. Xin kính cung thỉnh Chư Tăng. Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, tường tọa Nhất Đẳng, quyền tường tọa Bạch Đăng, tường tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Kỳ cùng chư tôn đức tăng. Và kính chào những cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Ông kính mời quý ngài giờ đây chúng con cùng các vị sư ở chùa Bổn Đức xin được mở khóa kinh tưởng niệm đến Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Trần Giác vừa độ tịch sáng hôm nay. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa Nagama tammo nigama sa tammo na cha biyang e kakula sa loka sa sa de waka sa e say mo yadidang anicata nagama tammo nigama sa tammo na cha biyang e kakula sa tammo tamba sa loka sa sa de waka sa e say mô nhà đi đất ta na ga ma tham mô ni ga ma sa tham mô na cha bi văn e ca cô la sa tham mô sam ba sa lô ca sa đề wa ca sa e se wa tham mô nhà đi đăng a na ta ta anicca vata sankara upadavaya Amino umba chito aniru chanti te sangbu basamo suko anicca vata sangkara upadavaya Bachi to nirun chan di te sang mô ba sa mô su ko ani cha va ta sang ka ra o ba da va ya tham mi no o to nirun chan di te sang mô ba sa mô su ko sam be sa ta ma vi san di ma ra nan tang hi chi vi tang ya ta kam mang ga mi san di bu nya pa 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 lo pa ga ni ra yang ba ba kam man ta bu nya kam ma cha su ga tin ta ma ka rai ya kan ya nang ni cha yang sam bara chi căn buồn nhà ni bara lo cát min ba chi ta hòn ti ba ni năng avicca ba cha ya sankara sara ba cha ya viññānaṃ viññāna ba cha ya namo rūpaṃ namo rūpa ba cha ya salayatanaṃ salayatana ba cha ya paso pasa ba cha ya vedana vedana ba cha ya tanha tanha ba cha ya upādānaṃ upādāna ba cha ya pavo pava ba cha ya jati jati Bacchaya charam maranam Soka parideva nukkanu manasubhaya Sasam pavanti eva metasa kevala Sadukta kanthasa samudayo hoti avichaya Sengho tha sankara niroto sankara niroto Vinyana niroto Roba nama roba ni roto nama roba
ni ro ta sa la ya ta na ni ro go sa la ya ta na ni ro ta pa sa ni ro go pa sa ni ro pa ve da na ni ro go ve da na ni ro pa ta na ni ro go ta na ni ro pa u ba da na ni ro go u ba da na ni ro ta pa wa ni ro go pa wa ni ro pa cha ti ni ro go cha ti ni ro pa cha ra ma ra nam so ka ba di de wa du ka no ma na su ba ya sa ni ro cha ti e wa me ta sa ke wa la sa du ka ka na sa ni ro go ho te kusala dhamma kusala dhamma yakata dhamma dukaya vedanaya sambayu dhamma dukku ya vedanaya sambayu ta dhamma adukkam sukaya vedanaya sambayu ta dhamma vibhaga dhamma vibhaga dhamma dhamma neva vibhaga na vibhaga dhamma dhamma ubadin ubadaniya dhamma anubadin ubadaniya dhamma anubadin anubadaniya dhamma sangileta sangilesika dhamma asangileta sangilesika dhamma asangileta sangilesika dhamma savitanka savichara dhamma avitanga vijara ma avitanga vijara tamma pitisanga tamma sukasanga tamma ugeka sahagata tamma dasane napaha tappa tamma pavana yamaha tappa tamma neva dasane napavana yamaha tappa tamma dasane napaha tamma hetuka tamma pavana ya baha tambahe tuka dhamma dewa dasane nanapa wana ya baha tambahe tuka dhamma acaya gamino dhamma apacaya gamino dhamma dewa acaya gamino dhamma lagamino dhamma seka dhamma aseka dhamma dewa seka dhamma Marita dhamma mahagata dhamma ambamana dhamma Marita ramana dhamma mahagata ramana dhamma ambamana ramana dhamma hina dhamma machima dhamma panita dhamma mitya taniyata dhamma dhamma taniyata dhamma aniyata dhamma mangga ramana dhamma mangga hetuka dhamma mangga tibatino dhamma upanna dhamma anuppanna dhamma upadino dhamma atita dhamma anagata dhamma pacubbanna dhamma atita ramana dhamma anagata gammana dhamma pacubbanna ramana dhamma ajata dhamma bahita dhamma ajata bahita dhamma ajata ramana amma bahita ramana dhamma ajata bahita ramana dhamma sanidasana sambatika dhamma anidasana sambatika dhamma anidasana sambatika dhamma visati tikamatika dhamma sagati pakaranam samatam Hetu baccayo arammana baccayo adibhati baccayo anantara baccayo samantara baccayo saharata baccayo anyamanya baccayo nisaya baccayo upanisaya baccayo bhuvecchata baccayo paccaccata baccayo asewana baccayo kamma
ma ba cha yo vi ba ba cha yo a ha ra ba cha yo in vi ya ba cha yo cha na ba cha yo ma ga ba cha yo yo ta ba cha yo vi ba yo ta ba cha yo a ti ba cha yo na si ba cha yo vi ta ba cha yo a vi ga ta ba cha yo Akasata Chavumata Dewana Gamahitika Bunyang No Anumodan Dushiranga Kandu Sasananga Kandu Noga Kandu Nyata Yoga Kandu Bani Noga Kandu No Sada Đi qua gan to đi về đa dung tâm về lỗ tâm về về xa ta chỉ quan tất ta ra hết Bồ Tát năng sanh tê la phan tu ma ma chê ta sa ti du ca pa ta cha ni du ca pa ya pa ta cha ni pa ya su ca pa ta cha ni su ca hon du sam bê bi ba ni no et ta wa ta cha me sam ba tang buồn nhà sam ba đang sam bê đề qua nu mô đan du sam ba ti si ti ya đa năng đa đan du Sata yasi langa kandu sambada pavada pirata hontu gachantu devata gata sambe bhuta balapata bhajje kanang jayam balang arahanta nang jate che narang bandha mi sambasu các pháp vũ vi thần không bền vững nó có tánh diệt thường vì nhân có chỉ có niết bàn là pháp tình diệt những cả pháp vũ vì ấy được mới có sự an vui tuyệt đối Sambe sata awe ra hon tu sukita hon tu nit do ka hon tu amja ba cha hon tu anika hon tu di ka yuga hon tu aroga hon tu sambati sammit chan tu sukhiya tangam barekhan tu do ka ba Jani doka baya bata jani baya soka bata jani soka hontu sape bani no nguyện cầu tám hương mười phương chúng sanh muôn loài hãy thường an vui chứng trừ quan trái nhiều đời bao nhiêu đau khổ đến hồi nhiên tan hai nhau chỉ chốt lầm tan mê si điên đảo vô vàng lệ châu chúng sanh vô bình sống lâu nguyện cho thành tổ phước sâu đứng dậy nguyện cho an lạc từ nay chứng trừ thống khổ năm cây quán hờn nhất trừ kinh sơ tái ương bao nhiêu khổ não đoàn trường vĩnh ly nguyện cầu tam bảo chính kỳ sống đời thành tinh từ bi quen tròn tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người Nam mô Bổn Thầy Giá, khóa lễ tưởng niệm hành đến Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, hành đến đây, hành đến được Biên Thành. Chúng con xin dâng tất cả phước này đến Đức Giác Linh của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Giác, mong cho Ngài sớm hoàn thành phát độ để chấm dứt được sanh tử luân hồi. Và bây giờ con xin gỡ mic lại cho Thượng Tọa Nhật Đẳng để tiếp tục chương trình lễ đặc biệt của buổi lễ tưởng niệm hôm nay. Con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thủ kính trình đại trọng kính và chư tăng chùa Cường Đức với nghi thức tưởng niệm vừa rồi. Và chư Cường Đức và chư quý Phật tử có lẽ là nói về một người ra đi
có một điều mà không thể thiếu, đó là chúng ta chia sẻ những tâm tình của những người còn ở lại đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Chư Tăng với Ngài tương tự chia sẻ một vài cái kỷ niệm hay là những cái cảm nhận trước sự ra đi của trưởng lão và trưởng thỉnh giác. Xin được kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu. Nếu Thượng tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa Hoan Hỷ trở lại. Và sau đó sẽ Thượng tọa Pháp Đăng Nguyên cũng như Chư Tăng tiếp tục kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu. Anh Tâm Môn Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, ngày mai đây chúng tôi và Chư Tăng ở hai chùa Xử Lý và Duyên Giác sẽ lên Sài Gòn để viếng tang Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Giác. Ngài, chúng tôi đối với Ngài nó cũng có chỗ thâm tình đặc biệt. Tất nhiên là chúng tôi cũng không có thường xuyên và có chỗ thâm tình như là giữa Thượng tọa Giác Đẳng và Ngài Tịnh Giác. Nhưng mà nhân duyên hồi này còn ở Thái Lan, trước đó vào năm 2002 Thượng tọa Giác Đẳng có rước thân mẫu đi qua Thái Lan. Chúng tôi đi theo thân mẫu. Thì khi mà Thượng tọa Giác Đẳng đưa cả gia đình đi đến chùa để đảnh lễ Ngài, chúng tôi đã gặp Ngài rất là xúc động và quan hệ. Ngài có một nụ cười hài hòa cởi mở, không có dồn dập, nhưng mà trong cái cử chỉ, trong cái lời nói, trong ánh mắt của Ngài rất là tâm từ. Và là một người rất là dễ dãi. Cho nên chúng tôi rất kính thương Ngài. Cho đến khi mà Ngài trở về Việt Nam thì Ngài trụ ở tại chùa Giác Quang.
đường cực là vị chủ chùa Giác Quan. Và từ đó trong các cái buổi lễ, lễ dân y, các thính đáp ở các chùa và những cái lễ kiến chế Sima, kết chế Sima ở những cái ngôi chùa mới, như là ở Buôn Mê Thuột, rồi kết chế Sima ở chùa Phật Bảo, chùa Từ Quang. Và trong cái cuộc lễ đó thì chúng tôi là người được chư tăng mời đến để làm tâm sự. Thì chúng tôi rất cung kính Ngài. Và chúng tôi biết rằng Ngài là một vị rất giỏi Bali và luật. Do đó, cho nên chúng tôi đến đảnh lễ. Và Ngài đã trao đổi với chúng tôi. Thực ra thì chúng tôi phải nói là Ngài dạy chúng tôi, nhưng mà không, là Ngài trao đổi. Ngài rất là khiêm tốn thú vị. Ngài trao đổi như là vị thầy mà chất vấn sự học hành của người học trò vậy. Nhưng mà Ngài rất tôn trọng. Lúc khi mà chúng tôi trình bày thì Ngài rất là quan hệ. Và những lần mà đi lễ dân y cái thí ná ở các chùa, mà trong các chùa đó thì phần lớn của chúng tôi là vị pháp sư thuyết pháp. Khi Ngài đến Ngài dự lễ, Ngài ngồi dưới tăng phòng, và khi chúng tôi thuyết pháp xong chúng tôi xuống, chúng tôi ý kiến Ngài, đảnh lễ Ngài, thì Ngài hỏi pháp sư khỏe không. Thưa quý vị, không phải là Ngài muốn biết sáng lượng, nhưng mà Ngài như là có cái sự tôn trọng pháp gì đó. Mình mới thuyết pháp xong xuống thì Ngài hỏi như vậy. Những cái cử chỉ đó, cái thái độ đó của một vị trưởng lão khiến cho chúng tôi rất là thương kính. Và vì vậy, đối với chúng tôi thì hình bóng của Ngài Cố Đại Lão và Tự Tỉnh Giác rất thân quen và có cái sự kính trọng đặc biệt vì những cái cá tính, những cái hạnh đức của Ngài. Lại thêm nữa là cái sự nguyên bác về Phật pháp, về Pali của Ngài. Chúng tôi còn nhớ hồi cái lúc mà có một con vua chùa khi mà kết giới, Ngài mới về Việt Nam, Ngài về Ngài chưa có trụ ở Việt Nam. Ngài về được thỉnh đến để tham dự lễ. Lúc đó Ngài cũng chưa có biết về, Ngài cũng chưa có biết chúng tôi nhiều. Ngài gặp Ngài chỉ biết chúng tôi là sư huynh của Thượng Tọa Giác Đẳng thôi. Như vậy Ngài chưa biết cái vai trò của chúng tôi.
Cho nên lúc đó khi mà sư ngôn viên giới thiệu đề thỉnh để chúng tôi chủ trì cho cái tăng sự Siva, thì ngài mới móc ở trong giềng ra, ngài đưa một cái bản Bali Thái. Thì ngài có hỏi chúng tôi là sư biết xem Bali Thái không? Thì chúng tôi nói dạ biết bạch ngài. Rồi mình cần ở bộ đó, bởi vì ở bên Thái cũng như ở bên Miến, hãy làm tăng sự mà tụng Tuy Ngôn là phải cầm bản để đọc. Thì lúc đó chúng ta thoát suy nghĩ, nếu mà mình từng chối, mình nói rằng mình thuộc, đã thuộc, thì như vậy mình quá kiêu mạn đối với một vị trưởng lão. Cho nên chúng tôi cung kính đón nhận cái bản Tuy Ngôn Bali đó, Tuy Ngôn Tăng Sự đó. Và tất nhiên là khi mà chúng tôi cầm bản, chúng tôi đọc, mới thiết lập tôi xíu, chúng tôi bị rớt mic rồi, chúng tôi có thể trở lại. Mới thiết lập tôi xíu, chúng tôi có nghe được không? Xin chú thích chúng tôi quan hệ trở lại. Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Cảm ơn quý vị. Và như vậy thì đối với chúng tôi chỉ có bao nhiêu những cái kỷ niệm về ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Giác. Buổi chương trình đặc biệt lễ tưởng niệm Đức Cố Trưởng Lão, chúng tôi có một lời để chia sẻ với quý vị, và bây giờ thì xin cúng kính cung thỉnh tôi giấc đắm để cho buổi lễ hôm nay tiếp tục là buổi thầy. Ta cũng kính trình trường tòa về siêu với những chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo xin được hỏi trường tòa pháp đăng không? Trường tòa có trước máy và nghe được không? Nếu được kính trình trường tòa pháp đăng, có một vài lời phát biểu nhân sự ra đi của một vị trưởng lão. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Tiêu Quyền ơi, thượng tọa Tiêu Quyền cầm mic được không? Nếu được xin thêm thượng tọa khoa kỹ cho một vài cảm tưởng. Một lần nữa sẽ hỏi thượng tọa Tiêu Quyền, thượng tọa có ở trước máy không? Có lẽ cả thượng tọa Pháp Đăng và thượng tọa Tiêu Quyền không.
quái thượng vị. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Pháp Tính có ở trước máy không? Nếu Đại Pháp Tính nghe được, xin Đại Pháp Tính Hoa Kỳ cho biết. Thưa vị, có lẽ là vì lý do gì đó mà chư tăng đều không nghe được. Trong thời gian chờ đợi thì chúng tôi xin được kể một cái giai thoại. Thật ra thì nếu mà kể lại thì Âu Dạ thấy Thượng Tọa Tự Nguyện có mặt rồi. Thượng Tọa Tự Nguyện nhưng sự ra đi của một vị trưởng lão, của một cái bóng mát rất là lớn, một cái đại thủ của tăng chúng ở Việt Nam, xin thỉnh Thượng Tọa Tự Nguyện chia sẻ một vài cái cảm nhận của Thượng Tọa. Kính cung kính Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm, Nam Mô Sang Khai. Chỉ để chúng tôi nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lên lễ đến Đức Phật, Đức Giáo Pháp, Sư Phụ Tỳ Sĩ Kiêu, Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thầy chào đến quý tu nữ cùng chúng. Dạ, có lẽ mình còn không nghe được gì được. Con nghĩ rằng tôi mời con nói chuyện với có đôi lời cảm tưởng về được có cái trưởng lão Hòa Thượng Trịnh Giác vừa mới viên tịch. Thật thì cái đây cũng là một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Thì lúc 5 năm thì chúng con từ Tổ Pháp Nhiên cùng với Thượng Tọa Thiện Đạt và Chư Tăng, thì đầu tiên thì ngày đi về rất là nhiều lần ở Việt Nam. Thì lúc đó Quảng Nghiêm thì nhân một cái chứng mà thỉnh ngài ra cử hành của lễ tế tăng cúng dường, thì chúng con mới cùng nhau quỳ xuống bạch ngài, thỉnh ngài bây giờ về Việt Nam để làm cái điểm tựa các vị trưởng lão cũng vắng quá, bây giờ ngài quan hiểm ngài về, thì để ngài chúng con có cái chủ nương nhờ cũng như là trong cái cũng mạnh mẽ Phật giáo hơn. Thì ngài quan hiểm ngài chấp thuận, thì sau đó thì ngày điều là ngày chính nhiều lần con đã thỉnh ngài và nói với ngài, thì ngài nói tôi về tôi không có việc gì ngoài ra cái chuyện kinh sách của tôi rất là nhiều, cho nên vì vậy tôi không có tiền của gì, nhưng điều mà đó là kinh sách tôi quý, cho nên tôi phải mang về các bộ tam tạng và chú giải. Thì kính và quý ngài, kính thưa quý vị, thì đúng là con mới nói với ngài rằng là được rồi, ngài muốn đem về thì ngài cứ gửi qua địa chỉ của con, thì con sẽ chịu khó, con sẽ đi lãnh về cho ngài về các kinh sách đó. Thì quá thật thì cái gì, cái hàng hóa thì dễ, chứ vấn đề mà văn hóa phẩm thì ở Việt Nam thì phải chờ, phải đợi và phải biết cách lo lắng, thì nó sẽ được ổn định, nó sẽ được nhanh chóng hơn. Thì là ngài hứa bây giờ đến khi nào mà chuyển về hết thì tôi sẽ về Việt Nam, tôi chỉ quý cái kinh này cũng như là tài sản của ngài. Thì khi mà ngài nói như vậy thì sau đó con cố gắng hết sức mình, con chuyển được về cho ngài một cái bộ tâm tạng và các chú giải cũng như tất cả một số điều cần thiết. Thì sau đó thì bắt đầu ngày và một điều đặc biệt nữa, khi chúng con ngài đã chấp nhận như vậy, và chính chúng con đã tổ chức một đoàn chư tăng cùng với chư Phật tử qua để đích thân để thỉnh ngài về, cũng làm cho cái giá trị của ngài nó được tốt đẹp đối với chư và Phật tử Thái Lan, là có chư tăng Phật tử từ bên Việt Nam qua ngài về, để cho có một cái sự trang trọng, và cũng là một ngày được một vị được ở bên Thái Lan người ta cũng rất là tôn trọng. Thì chính chúng con cũng nói rằng thỉnh ngài về, bởi vì ngài về như vậy đó thì chúng con mới có thể lo cho ngài khi mà ngài bệnh tuổi về già, chứ nếu như ngài ở bên này thì chúng con có qua thì chỉ mang di hài cốt của ngài về thôi. Thì kính thưa toàn thể đại chúng, thì quả thật thì ngài về, và một duyên sự nữa là khi ngài về thì vô đề chúng con có một cái, sau khi các vị thầy mất hết thì cô xin ngài nương nhờ Ni Sư Văn nơi ngài trong cái lễ tang mà chưa tăng hay quý Phật tử mà thấy con hay Thượng Tọa Pháp Nhiên có cái quỳ cúng đốn trước án điền, thì cũng là một vấn đề là xem như ngài như là một vị thầy để cho mọi việc
mọi việc lễ nó được mọi cái việc mà ngày sức ngày cũng chúng ta tận bộ cũng như không có làm. Thì sau đó ngày tế độ trong ít trở nên chúng con cũng như là những người đệ tử, và thế là có sự chăm sóc và cũng vận động một số Phật tử, và sau đó ngày cũng tế độ một số Phật tử để mà ngày chăm sóc bệnh hoạn cho chính ngài. Thì có thể nói rằng là cái đời sống của ngài chỉ như từ Tổ Giác Đẳng và sư phụ Nhân Chế đã nói, thì cái đời sống của chính ngài thì nó rất là chúng ta gọi là cái bình dị mà chân chất như thế nào ở bên chính ở bên Thái Lan. Khi Phật tử đi qua thì cũng bất ngờ, và tất cả mọi người qua người ta cũng rất là kính trọng trên cái một cái sự giản dị của ngài như vậy. Và sau này về Việt Nam cũng vậy, ngài được một cái thất thì một cái thất đó cũng mang tính cũng đơn giản, cũng bình thường. Thì và cái đời sống của chính ngài thì phải nói rằng là ngài nói ngài chỉ chuyên tu thôi, ngài không có ra mang cái chức vụ này làm cái việc nọ gì, mà ngài tự chuyên tu ngài. Đây là một cái tâm tư của chính ngài là nhiều để có thể là truyền thừa lại thế hệ mai sau, chứ không có cái gì hết. Ngài muốn dụ Phật pháp như vậy, Phật sự chưa tăng mà cần thiết, nhưng điều ngài vẫn hoan hỷ, ngài cũng hoan hỷ trách và đạo tràng. Chúng con không còn nghe được âm thanh của sư, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại. Xin hỏi chủ tịch quyền có nghe được không? Giờ cái việc quan hệ chơi trong một chút nhé, chủ tịch quyền bị gián đoạn được truyền, có lẽ chúng ta sẽ trở lại trong giây lát. Xin thỉnh chủ tịch quyền. Dạ con thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền cầm mic ạ. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, giờ quý vị nghe nói rõ chưa? Dạ. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ cảm ơn. Mới vừa từ đám tang của hòa thượng về tới chùa, cho nên vì vậy nãy giờ đang nói ở trên xe có đáng chúng ta sẽ không nghe rõ. Thì như chúng tôi đã nói thì sau khi ngày về thì cái mong ước của ngài thì chỉ dịch trên dịch sách, thì sau thời gian thì ngài bị một cái chứng bệnh cũng rất là khổ, đó chính là ngài bị cái bàng quang
nó bị ung màng quang. Cho nên vì vậy phải nói rằng với một cái vị trưởng lão người thân già thì trong cái việc thì nó hết sức là khó chịu, như điều mẹ cũng vẫn mà là một vị thường tòa trị quyền ấy thì tòa cảm biết thầy ở trong rung không còn nghe được nữa chuyện nào. Thôi, thì đường truyền của thường tòa trị quyền rất là yếu thật. Xin hỏi thường tòa Pháp Đăng, thường tòa có nghe được không? Nếu thường tòa Pháp Đăng nghe được xin nhận, thì thường tòa Pháp Đăng cho biết. Dạ, dạ, kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Hoan Hỷ chia sẻ một vài cảm nhận thượng tọa trước sự ra đi của ngài Trịnh. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì bữa hôm nay thì tại chùa từ thiện thì khi được khen hay tin ngài mất thì con cùng với quý sư nhỏ xuống để theo lời dạy với chư tăng để đưa quý sư nhỏ xuống đứng hầu kim quang của ngài và dự cái lễ đặt kim quang niệm cái nhục thân của ngài. Thì con thấy rằng đối với ngài hòa thượng thì tất cả chư tăng dù là lớn hay nhỏ thì cũng biết kính ngài. Lễ tẩn liệm thì cũng rất là đông, các hòa thượng, ngài hòa thượng Diên Minh hoặc là ngài hòa thượng Thiện Tâm, tất cả chư tăng đều gần như là các ngài hòa thượng đều là có mặt, cũng như các vị trụ trì các cái tự viện cùng với Phật tử cũng rất là đông. Họ cũng nghe ngày mất thì họ cũng về, và con nghĩ rằng ngày hòa thượng mà mất thì gần như là chư tăng thì rất cũng ngậm, rất là ngậm ngùi nghĩ rằng đối với một cái bậc đạo cao đức trọng như vậy mà vì cái bệnh vì cái bệnh bàng quang mà hành hạ ngài, mà ngài không có tồn tại được lâu để giúp cho làm cái bóng mát nương tựa cho các cái vị tăng ở các cái từ viện, thì con thấy cũng là một cái niềm, một cái sự ngậm ngùi cũng rất là cũng với cái tâm tư đó, thì con thấy được như là tất cả các vị dù là chư tăng hay là các vị trưởng lão hay là các cái vị nhỏ thì cũng rất là quý kính ngài, và ngài đã đi thì cũng rất là ngậm ngùi. Và trong cái buổi lễ tự thân chư tăng thỉnh cái nhục thân của ngài vào cái kim quang, rồi các anh em trong cái đội họ lo họ tẩn liệm, cái đội khâm liệm họ lo họ tẩn liệm, và thì xong rồi thì bông hoa cũng được trang hoàng, và cái chỗ tổ đường của chùa Giác Quang cũng là cái chánh điện tầng dưới thì cũng rất là nghiêm. Thì con thấy thì con cũng cảm nhận được ngài thật là một cái bậc mà từ ngày con biết ngài thì cũng thấy ngài cái bậc đạo cao đức trọng, và cũng rất là để cho mọi
vì ảnh lễ để gieo tập phước lành. Ngài mất đi cũng là một cái nỗi đau buồn của tăng ni, của cả thân chúng. Sau đó thì con cùng với các sư nhỏ cũng về đến chùa để cũng trễ, tại vì tối rồi thì mới dịch, chạy từ chùa Giác Quan về chùa Từ Thiện thì cũng xa, và con mới vào trong lớp học. Thì bây giờ thì con cũng có vài lời để nói lên cái tâm niệm của mình khi dự lễ trà tì của Ngài. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Đại Giác Đẳng tiếp tục điểm mở. Sa thú cái chuyện từ thọ đất, xin thỉnh sự thật tiêu quyền quan hiểm trở lại. Ô Bố Tha Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sang Khai Giới Giới Thơ Đại Chúng, bây giờ nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị, chúng sa thú lần hai. Bây giờ thì nói nó đơn mạnh mẽ rồi. Dạ, thì kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng là khi Ngài về Việt Nam thì phải nói rằng sau một thời gian đầu thì Ngài chưa nghỉ dịch kinh nhiều, thì sau một thời gian thì Ngài bệnh, thì như đã nói Ngài bệnh về cái bệnh bàng quang, cho nên nó rất là khó chịu. Và nhiều lần có thể nói rằng là Ngài cũng đã được cái sự chữa trị. Thì đã hết sức rồi, và thì không có thể nó được tốt đẹp hơn nữa. Thì phải nói rằng là những chính thú vị thì Ngài muốn về chùa, chứ không có muốn ở trong bệnh viện để khi mất thì quá thật, thì chùa ăn chăm sóc cho Ngài, và Ngài muốn tịch biên tịch ở chùa. Thì vào ngày hôm qua con với Thượng Tọa Phất Nhiên cùng với Thượng Tọa Thiện Đạt thì đã chuẩn bị những ngày trước, nhưng ngày hôm qua là ngày huynh đệ anh em ngồi lại bàn thảo những cái chỗ đặt ở những ở chỗ vị trí nào của Ngài, và các cái bản hiệu bản băng lô như thế nào để treo lên. Thì y như việc vậy đó, thì có một điều rất là hoan hỷ là hôm qua Ngài rất là tỉnh, và Ngài sáng đó thì Ngài hay mệt, xong chiều hôm đó là Ngài mệt, nhưng sáng hôm qua, tức là chiều hôm kia thì Ngài mệt, cho tối hôm kia Ngài cũng mệt, đến khi sáng này thì Ngài tỉnh, mới đâu tỉnh. Tỉnh thì Ngài mở mắt ra, thì lúc đó cũng may là con cũng bước vô, thì con đã biết Ngài con mới đến. Ngài bị nhiều rồi, thế nó ở đầu cái lễ Ngài xong thì sau đó thì trưa đó Ngài có dùng một tiếng chào, và qua ngày hôm sau thì bắt đầu ngày 6 giờ rưỡi bắt đầu ngày yếu dần 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 cho tới 6 giờ sáng. Và một điều mà rất là đặc biệt, sự ra đi của Ngài nó rất là nhẹ nhàng, không còn phải đau khổ bệnh hoạn nữa. Và có lẽ từ tòa Pháp Tân ở đây thì cũng sẽ được thấy sắc mặt của Ngài như là ngủ, và cái da của Ngài rất là mềm mại, chứ không phải là cứng. Sắc mặt của người chết phải rất nhiều lần gặp thì nó rất là khó, những điều Ngài nó mềm mại, và nó cái da trắng vậy đó, cho tới khi mà liệm luôn. Thì lúc 6 giờ sáng mà cho tới 3 giờ chiều thì nó cũng thời gian nó cũng rất là dài, mà không phải chảy nước, không phải bị máu huyết gì cả. Mà thường thì những cái bệnh hoạn đó, những bệnh ung thư này nọ thì nó dễ có thể máu ở trong ọc hay là ra như thế nào, thì thân tu cái tứ thân tứ đại của Ngài nó rất là nhẹ nhàng, và tất cả mọi người cũng đều rất là lạ, rất là quan hỷ. Thì đấy là một điều mà phải nói rằng là Chư Tôn Đức Tăng Già, có thể nói rằng mà chúng con gọi là coi như là Võ Lâm Phù Bát, cầu thủ Võ Lâm, hình như là đã ở trong vòng khoảng
60 cây số thì ở trong gần xa thì đã tụ về, yeah. Thì đã nhập lễ ra tiền của 9 ngày và có những đoàn pháp thanh này cũng đã tham dự. Thì có thể nói rằng một sự nối tiếp là cái cuộc ngồi của nó với các sư cũng vậy. Năm nay năm thông của chúng ta đã rất tịch, mà các vị trưởng lão đã ra đi. Năm nay cũng như sinh viên chúng ta đã mất mát lớn hai vị đại trưởng lão, mà phải nói rằng cái cách đó chỉ có một không ai không có thể hoạt lại được. Đó cũng chính là những gì mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, dĩ nhiên là hạn hữu của cuộc đời rồi cũng sẽ ra đi, tất cả vô thường. Nhưng cần lắm những con người thì hiểu biết để tường tận Phật pháp, những con người có một thực thời gian hy sinh tuổi thanh xuân và hạnh phúc cá nhân để vì cái tiền đồ của Phật giáo, vì cái sự phát triển của Phật giáo. Thì phải nói rằng chúng con là những người hậu học, cũng mong làm hết sức mình với những gì mà có thể được để phụng sự, để lo lắng cho các bậc thầy tổ, những người, những bậc trưởng lão đáng kính, những vị thầy khả kính. Có thể nấu dầu cho cái thân xác nó bệnh hoạn như thế nào thì phải nói rằng các ngài cũng đã quá nhiều trong công đức lớn lao cho Phật giáo đồ Tam Tông. Ngày hôm nay thì những gì người ra đi thì đã là ra đi rồi, nhưng phải nói rằng những công hạnh như chúng ta thấy hôm nay đầu năm thì xem như đã sư trưởng nó mất, và xem như là trong mùa hạ này là ngày đã ra đi. Ngày Đại Lão Hòa Thượng Tỉnh Giác đã ra đi, thì xem như thế hệ trưởng lão không còn đủ trên 10 ngón tay, bây giờ trên một bàn tay cũng đã thiếu rồi, không có đủ năng, chúng ta có thể nói như vậy. Thì phải nói chỉ còn một vài vị nữa. Thì thiết nghĩ rằng Phật giáo đồ Tam Tông này cần lắm những cái sự tiếp giúp, những cái sự khởi sắc ở trong tương lai, mà vai trò đó tức là vai trò của những người sao. Cho nên chính chúng con gọi lại nói cho huynh đệ phải nói rằng là rất là buồn. Buồn không phải là buồn riêng một sự mất mát, là buồn cho đại sự chung. Nó là như thế. Thì kính thưa quý vị, ngài có một tính hành rất là đặc biệt, như là đã lời sư phụ Tế Siêu nói, ngài là một vị học giỏi về Bali. Cho nên ngài cái việc gì cũng phải từ kinh Bali ra. Và ngài không tin những ai dịch những cái bản kinh mà tiếng khác, đó chính là điều mà chúng con được biết. Cũng như là sau cái thời gian buổi gần kề trong cái sự tử sinh của chính ngài, thì chúng con là những người mà gần kề nhất, cho nên có thể nói rằng là rất là mất mát cho Phật pháp, cho đại chúng. Và cũng kính thưa quý vị, thì giờ đây thì những gì đã mất là đã mất, thì cầu mong ngài hiểu biết được những gì, cũng như ngài sẽ thành tựu được những cái nguyện hạnh mà ngài đã tạo và
Ngài sẽ đạt được những gì mà Ngài cần đạt được trong dòng hiện tại này, cũng như mong ở tương lai Ngài sẽ thực hành nhiều pháp độ để chắc chắn rằng sẽ được đạt được cái nguyện vọng chấm dứt sinh tử khổ đau. Thì chúng con chỉ có đôi điều xin trình bày với cái tâm thành, với cái ý niệm như vậy, chứ còn phải nói rằng tất cả những gì Ma Bích Tha giá, dạ thượng tọa Tề Viện đã xuống mít rồi, con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại đất. Càng à, Ma Bích Tha giá. Xin kính chúc thượng tọa Tề Viện, cảm ơn cô Diệp Bình. Thưa quý vị, dạ sao chào hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ con thấy sư đã trả lời rồi, con kính nhân minh đến sư ạ. Dạ sư hữu kính Phật tử, quý vị có nghe thì chúng tôi nói không? Dạ Phật, quý vị nhưng sự ra đi của chào quý vị quan khí chờ chúng tôi một chút nha. Sao chúng tôi đã ra khỏi phòng thóc rồi, nhưng mà giống như là cái bóng ma vậy đó, nó cứ trở lại anh đồ máy chúng tôi. Có nhiều khi phải sinh hoạt trong phòng thóc mới hiểu là nó có tất đợi. Thứ gì trọn ngày của Phật giáo Việt Nam thì chúng ta thấy rằng càng ngày càng có nhiều Phật tử tương đối là làm khá giả về kinh tế đó. Và khi mà người ta làm ăn có tiền thì người ta cũng nhiều và sự cúng dường nhiều đó thì nó dẫn đến cái tình trạng là chư tăng và Phật tử thường
chú trọng về việc phát triển cơ sở xây các chùa chiền. Nhưng mà thưa quý vị, trong những cái giai đoạn như vậy đó, một điểm mà một cái lĩnh vực mà tương đối là chúng ta bị kém hẳn đi, đó là sự đào tạo chư tăng. Khi mà nhìn lại toàn bộ cái bối cảnh của Phật giáo đó, thì chúng ta thấy rằng việc đào tạo có thể rất là quan trọng hàng đầu, nhưng mà đôi lúc chúng ta lại quên lãng đi điều này. Chúng tôi sống ở trong một thành phố, thưa quý vị, mà những cái sinh hoạt có rất là ồn ào, và những vị tu sĩ Phật giáo mà giỏi về cúng kiến, về phong thủy, về bói toán thì Phật tử có theo rất đông và cúng dường rất là nhiều. Nhưng mà những cái nơi mà các vị tu sĩ chỉ tu tập và chú tập về hoằng pháp, chuyên về Phật pháp, thì người ta lại không có quan tâm nhiều. Điều đó chúng ta cũng không nói là lỗi tại ai, cái khuynh hướng là vậy, cái xu thế là như vậy. Hôm nay ngày tỉnh giác mất đi, thì chúng ta có thể nói rằng ngài là biểu tượng của một cái đời sống rất là chuyên tu. Ngài vào chùa thời còn trẻ, chưa tới 20 tuổi, rồi đi xuất chiêu du học. Cả cuộc đời của ngài chỉ biết đến Phật pháp, cả cuộc đời ngài chỉ làm những gì mà ngài nghĩ rằng cần làm về pháp học, pháp hành, mà có mong chen danh lợi, không có muốn tạo lập cơ sở, và ngài cũng không có cố gắng để tìm chung đứng nào đó, một cái địa vị nào đó. Một cuộc sống đến và đi như vậy, đôi khi rất là nhạt, đôi khi rất là mơ hồ đối với quan niệm phần đông của người thế gian. Nhưng mà trong một góc nhìn nào đó, đó là một đời sống rất là đẹp. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế và nhiều thế hệ sau đó thì đã có rất là nhiều vị truyền thừa tiếp nối lời dạy của Đức Phật trong một cái cung cách tương tự như vậy. Các ngài đến và đi trong cuộc đời này không có để lại dấu vết, đến và ra đi cũng lặng lẽ. Nhưng mà thật sự các ngài đã nuôi dưỡng được một cái sự truyền thừa rất là cao quý, rất là đáng nhớ. Bởi vì hôm nay Chư Tăng đang bị trục trặc về kỹ thuật á, và là chúng tôi cũng xin tiếp lời quý ngài cũng chia sẻ một vài cái kỷ niệm của chúng tôi đối với Hòa Thượng Tỉnh Giác. Thì phải nói một điều rằng là khi mà ngài còn ở Thái Lan đó, thì chúng tôi rất là thường ghé ngài mỗi lần chúng tôi sang Thái, vì hai lý do là khi nào chúng tôi đi sang Thái Lan thì ngài cổ giác đó, ngài đều nhờ ngài Hòa Thượng Tỉnh Giác mua một cái sách, mua sách là cái chuyên môn ngài, ngài Tỉnh Giác mà. Ngài Hòa Thượng Hổ Giác thì khi mà ngài lớn tuổi, ngài đọc kinh sách, tại vì kinh sách tiếng Thái cũng tương đối cũng nhiều á, thành ra những quyển sách nào hay mới ra thì ngài Tỉnh Giác mua, và chúng tôi ghé để cúng dường tịnh tài cũng như là mang sách về bên Mỹ. Và thứ hai nữa là cái cảm giác của chúng tôi khi mà ngài Tỉnh Giác còn ở Bangkok, mỗi lần về Bangkok mà có ngày nghỉ ngày thì nó tự nhiên trong lòng thấy là mình cảm thấy rất là thân quen, rất là ấm áp. Bởi vì mình cần thỉnh một cái tháp thì ngài nói rằng xin chờ mai chiều gì đó rảnh để đưa sư đi, rồi ngài dẫn đi.
Ngài dẫn đi và những nơi mà Ngài đến thì thật ra tại vì Ngài ở đó lâu đời, thành những người đó họ rất là thương, rất quý Ngài. Tại tôi mua thỉnh cái gì cũng dễ dàng, cái gì cũng nhanh, và cái tâm từ của Ngài trở gần rất là mát mẻ. Thì thưa quý vị, như chúng tôi nói đó là Ngài ở đó từ năm ở bên Thái từ năm 62, và ở tại một ngôi chùa tôi có sẵn khoai gia từ năm 62 khi đặt chân đến đó còn là bị xây di, cho đến sau này đó năm 2017 Ngài chính thức về Việt Nam thì Ngài vẫn ở ngôi chùa đó, vẫn ở cái thất đó. Và bởi vì Ngài ở rất lâu á, và những người Phật tử chung quanh á, họ đều biết và biết rất rõ về tánh hạnh sự tu tập của Ngài. Do đó Phật tử họ thương, họ quý Ngài lắm. Thì chúng tôi xin về là các chùa ở tại Thái Lan và đặc biệt các chùa Bangkok á, thì hàng ngày chư tăng không có ăn cơm ở nhà bếp, trừ một vài ngôi chùa như Quách Bạc Nám thì họ có nhà bếp. Ngoài ra tất cả chư tăng đều đi khất thực, buổi sáng sớm đi khất thực, đi khất thực thì Phật tử họ cúng dường đầy bình bát, thì các ngày về ăn sáng, ăn điểm tâm sáng xong thì làm cái gì đó tới trưa tới 11, 12 giờ thì ăn phần còn lại là ăn trưa, một cái bình bát về. Và những người Phật tử chung quanh chùa Sám Thế Gia họ thương Ngài rất là nhiều. Thành ra mỗi lần buổi sáng mà Ngài đi khất thực thì họ có cái phần chuẩn bị sẵn ở trong nhà đó để họ đem vào cúng dường và cái bình bát cho Ngài. Thì khi nào mà có các vị khách tăng như Ngài Hộ Giác cho chúng tôi đến đó, thì Ngài nhận xong cái phần thực phẩm mà người ta thường cúng dường để dùng hàng ngày đó, thì Ngài lại đi xa hơn một chút, đi xa hơn một chút để có nhiều thực phẩm thêm và Ngài mang về. Ngài mang về. Còn hôm nào mà Ngài bận đi đâu á, ví dụ có người mời thỉnh cho tăng ở Chùa Long Khôn, con University là một đại học tương đối xa, thì buổi trưa người ta lo cơm nước cho Ngài đó, thì Ngài dạy một người học trò ra nhắn hàng sớm là ngày hôm nay Ngài không đi khất thực. Và hôm nào mà trời mưa đó thì Phật tử họ không có muốn Ngài đi khất thực, mà họ lấy dù họ che rồi họ cầm một cái gà bên mang qua tặng cái thất của Ngài để cúng dường. Nhưng mà buổi sáng mà đi khất thực là chuyện rất là bình thường của chư tăng Thái Lan. Thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi đến Bangkok chúng tôi gọi điện hỏi trước, Ngài nói bạch Ngài bữa đó con qua thì Ngài nói được xin. Thì có hôm thưa quý vị, Ngài khi chúng tôi đến chúng tôi đâu không có biết, thì Ngài đi khất thực về thì Ngài chắc đồ lo trên bàn, Ngài nói rằng hôm nay xin chịu khó ăn mình nha, thì đi khất thực về để có thực phẩm đây ăn đi, tại vì trưa nay tôi có cái lễ trai tăng ở dưới chùa. Tức là thường thường thưa quý vị, khi thỉnh chư tăng trai tăng hay là họ có con xuất gia này đó thì họ họ làm một buổi cúng dường, tức là tổng thể ở dưới ở phước xá, thì ngày xuống ngày nhận, ngày dùng cơm ở dưới. Thì thí dụ như ở trong chùa Sám Thế Gia có 200 vị thì họ thỉnh khoảng 9 vị hay là 8 vị gì cho mà Ngài là vị trưởng lão lớn, thành ra họ hay thỉnh Ngài xuống dưới, nhưng mà Ngài vẫn đi khất thực và chúng tôi không có biết. Nếu mà chúng tôi biết như vậy đó thì chúng tôi sẽ đến buổi trưa chứ không làm phiền Ngài, nhưng mà khi đến đó, thì Ngài dùng cơm thì Ngài cười thôi, nói Ngài cười thì đâu có gì đâu. Và cũng phải nói một điều rằng khi Ngài bước mình bắt đi ra ngoài đường thì những người Phật tử họ chuẩn bị thực phẩm rất là đầy đủ cho Ngài, bởi vì Ngài là vị trưởng lão lâu năm mà họ biết, họ rất là thương, rất quý Ngài lắm. Và cái thực phẩm mà Ngài đi một bát như vậy chúng tôi dùng buổi sáng, ăn buổi sáng xong buổi trưa ăn không hết chứ Ngài làm vậy. Thì đó cũng là một cái kỷ niệm. Tức là trong cuộc đời chúng tôi cũng mang nợ Ngài. Nó mang nợ Ngài là có những bữa cơm mà Ngài không cần, bữa đó nếu chúng tôi không đến đó, thì Ngài không đi khất thực. Chứ mà tại vì bữa đó chúng tôi đến thì Ngài đi khất thực để về Ngài cho ăn. Cũng là một cái kỷ niệm rất là hạnh phúc khi mà sống gần với Ngài như vậy. Và cũng có việc này thứ gì chúng tôi nhớ rằng thời đó là cái thời mà
Internet mới bắt đầu. Và lúc bấy giờ, không phải giống như bây giờ mà sư tử tri gọi điện thoại chúng tôi nói chuyện sư tử tri mà gọi nhanh chóng và miễn phí. Đó là mình phải biết install hay là nạp điệu ở trong cái laptop và tìm một cách để qua internet để mình gọi qua một cái đường, một cái đường ở bên Mỹ chẳng hạn. Thì thứ gì mà chúng tôi sang bên Thái Lan á, thì có một lần chúng tôi mượn cái đường internet của ngài để gọi điện thoại về bên Mỹ cho ngài Hầu Giác. Ngài nói chuyện trực tiếp với ngài Trịnh Giác về bộ tâm tạng. Lúc đó Thái Lan họ mới có bộ tâm tạng của đại học Wat Pahathat họ xuất bản, thành ra ngài Hầu Giác muốn hỏi ngài Trịnh Giác là bộ tâm tạng như thế nào vân vân. Thì chúng tôi dùng cái laptop connect vào trong cái internet của ngài và gọi về Mỹ cho ngài Hậu Giác. Thì ngài Trịnh Giác ngài mới nói chuyện với ngài Hậu Giác, mà ngài nói có vẻ hơi vội vã lắm. Và khi ngài nói chuyện thì ngài nói chuyện, ngài nói rất là kính trọng ngài Hậu Giác, nhưng ngài nói rằng thôi để cho ngài ngài nghỉ, tại con sợ nói chuyện lâu quá tốn tiền. Thì chúng tôi mới thưa với ngài dạ không, cái này mình gọi qua internet chứ không phải là gọi dây điện thoại, không có tốn tiền mà ngài. Thì ngài có vẻ rất là thú vị về chuyện đó. Sau khi cúp rồi đó thì chúng tôi mới trình bày rằng nếu mà mình có thể gắn nạp cái software đó, lâu quá rồi chúng tôi không gắn software để gọi điện thoại miễn liên thì gọi được mà không tốn tiền. Và ngài mới lấy một cái laptop của ngài, và laptop mà có ai đó cũng dừng như ngài đó, và ngài cũng ít khi xài, thời rất ít khi xài lắm. Và chúng tôi gắn vô cho ngài thì ngài rất là hoan hỷ, và lúc đó ngài cũng rất là thán phục, rồi nói trời sao si giỏi quá. Mặc dù chuyện rất bình thường, nhưng mà ngài có vẻ ngài rất là đặc biệt và ngài cũng rất là hoan hỷ. Thì chúng tôi biết rằng về sau thì ngài cũng sử dụng thời gian dài. Mỗi khi mà có trục trặc gì thì ngài nhờ một vài người học trò ở bên ngoài vào làm, nhưng mà cái team chỉ đêm lần đầu tiên chúng tôi gắn lại cho ngài. Và cũng khi mà chúng tôi sang bên Thái Lan, thưa quý vị, hiện tại bây giờ chúng tôi còn giữ một cái tượng Phật, một cái tượng Phật đó là do ngài Cả Phật Nám, tức là cái vị mà khai sơn chùa Phật Nám, ngày làm ra cái những cái tượng đó. Và cái đơn tượng đó thì hình như là lần thứ ba mà ngày Cả Phật Nám ngày làm việc đó. Và bên Thái Lan thì họ rất tin tưởng mà không biết ai đó, và đã cúng dường cho ngài Trịnh Giác. Thì ngài Trịnh Giác ngài có cho chúng tôi một tượng, thì người Thái họ rất là quý những cái tượng này, và họ quý lắm. Có dịp thì chúng tôi sẽ nói thêm về những pho tượng này. Nhưng mà chúng tôi thì không phải chúng tôi quý là vì giống như người Thái Lan, mà chúng tôi quý vì cái tình của ngài. Và bí tình của ngài, ngài có nói với chúng tôi rằng người Thái đó họ rất là tin tưởng tượng này cho cái sự an toàn. Thấy nhiều quá, đi hành hương này kia nhiều quá, để gửi cho sự đi đâu mất của ngài Trịnh Giác đối với cá nhân của chúng tôi. Nhưng mà thưa quý vị, điều mà chúng tôi cảm nhận được ở ngài Trịnh Giác đó, ngoài cái sự hiền hòa đó, ngài còn có một cái thái độ rất là từ bi. Cái gì mà ngài làm được thì ngài làm, ngài không có nể hà, mặc dù ngài ở trong cương vị vị trưởng lão lớn. Và phải nói là khi mà ở gần thì chắc mình có cảm tưởng như là đóng mà mình ở trong cái bốn cây mát vậy đó. Dạ, cảm thấy rất là an lạc, thoải mái, không có nghĩ rằng ngài sẽ làm khó mình, ngài sẽ rầy mình, không có. Ngài rất cái tâm tư ngài rất là đặc biệt. Dạ, những vị nào mà biết về ngài chỉ hiểu được như vậy. Thì thưa quý vị, chúng tôi có được một cái duyên may là có từng ở gần các vị trưởng lão như ngài Hộ Giác và Trịnh Giác vân vân, thì
có thể nói rằng khi mà sống và cư xử với nhau, cái tình của những người, đạo tình của những người lớn tuổi đó, cho chúng ta những hình ảnh rất là đẹp, những cái cảm giác mà rất là khó quên trong cuộc đời. Vì vậy hôm nay nhân sự ra đi của ngài, thì thưa quý vị, chúng ta đặc biệt dành một ngày riêng tưởng niệm với một vị trưởng lão, và ngài cũng là một cái nguồn cảm hứng rất lớn cho chúng ta với việc mà học Tam Tạng, học Phật ngữ. Và ngài là một cái gương lành cho chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này còn có những con người sống giản dị, nhẹ nhàng, khiêm tốn, từ ái, thì mang lại rất là nhiều hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Ngài hoàn toàn xứng đáng là hình ảnh cho nhiều thế hệ hậu tấn tiếp nối và học hỏi theo. Thì xin kính nhân tất cả nào mà chúng ta đã tạo đến cho ngài, và mong cho ngài sớm viên thành quả vị từ giác giác tha chắc hạnh viên mãn. Và cũng mong rằng dù rực nhưng mà tánh hạnh của ngài, hình ảnh của ngài sẽ giữ lại trong lòng của chúng ta thời gian rất là dài, và đó là những hành trang rất quý ở trong cuộc sống ngày hôm nay. Xin kính chân kính chân chư vị giảng sư đã vào trung để chia sẻ cho chương trình lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Đảnh lễ với ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong đông, chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng cùng chư trung đức đã cho chúng con một buổi lễ tưởng niệm ngài tỉnh giác ngày hôm nay rất là ý nghĩa cho hàng Phật tử của chúng con, để chúng con noi gương này mà tu tập. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Dạ, cảm ơn càng được tiếp. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng nghi mẫn giảng giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, xuống hương viên niệm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hữu pháp. Nguyện các bậc hữu ớt tư chánh pháp.